các cách để giúp người phụ nữ hoang dã hơn khi ở trên giường. Các bạn thân mến, bạn đang có một người vợ, một người bạn gái rất tuyệt vời, vui vẻ, thông minh, xinh đẹp, khéo léo, hay đơn giản là cô ấy cực kỳ hấp dẫn trong mắt bạn. Tuy nhiên vấn đề duy nhất lại nằm ở chỗ là cô ấy luôn cảm thấy lo lắng, thậm chí là có phần sợ hãi và ngại ngùng khi hai người ở bên cạnh nhau và chuẩn bị làm chuyện ấy. Trong trường hợp này thì bạn với vai trò là một người đàn ông cần chủ động giúp đỡ vợ hay người bạn gái của mình. Bước đầu tiên là hãy tìm hiểu vì sao mà cô ấy lại luôn lo lắng và ngượng ngùng mỗi khi hai bạn có những hành động thân mật như thế này. Phải chăng là cô ấy luôn ngần ngại việc này do thiếu tự tin về ngoại hình hay bởi yếu tố đạo đức tôn giáo? Cũng có thể cô ấy cảm thấy mình còn ít kinh nghiệm hay người đàn ông xa lạ này đang khiến cho cô ấy có quá nhiều những mối hoài nghi, ám ảnh bởi vì lần đầu tiên yêu không suôn sẻ, vân vân, và có rất nhiều nguyên nhân. Cô ấy thậm chí không hiểu nổi cảm giác của chính mình và nguyên nhân gây ra nó ở đâu. Vốn dĩ chịu nhiều ảnh hưởng của lối suy nghĩ truyền thống, một số chị em phụ nữ thích thụ động trong chuyện ấy hơn. Và người phụ nữ hầu như chẳng bao giờ dám toàn tâm toàn ý cho chuyện chăn gối. Và như vậy thì đương nhiên là niềm vui còn lại cũng sẽ chẳng còn là bao nhiêu. Cùng với đó là những năng lượng tích cực, những niềm vui khoái lạc mà chúng ta dành cho nhau cũng không còn nhiều. Và các bạn thân mến, đây là một điều bạn cần tìm hiểu kỹ xem vì sao mà người yêu, người vợ của mình lại hơi có phần ngại ngùng về cơ thể của mình khi yêu. Nếu như người phụ nữ của bạn đang gặp vấn đề về sự tự tin vào ngoại hình của bản thân, thì hãy thử áp dụng những bí kíp nho nhỏ sau đây có thể mang lại những tác dụng đáng kể, khiến cho người vợ hay người yêu của các bạn có thể hoang dã hơn, cảm thấy thoải mái hơn, được thể hiện chính con người mình hơn, được bộc lộ phần con của mình nhiều hơn với người đàn ông của mình ở trên giường. Chúng ta hãy cùng đến với một vài bí kíp sau đây nhé. Bí kíp đầu tiên đó chính là bạn hãy khen ngợi cô ấy nhiều hơn. Hãy chân thành cho người phụ nữ của bạn biết rằng cô ấy đẹp như thế nào. Tất nhiên nếu như bạn nói quá về sự thật, vẻ đẹp của cô ấy có gợi cảm thật sự hay không, thì cô ấy có thể nghĩ rằng bạn đang không chân thành và tất cả những gì bạn nói đều nhằm mục đích để đưa được cô ấy lên giường. Hãy khen ngợi người phụ nữ một cách tinh tế hơn. Đôi khi tôi biết rằng không phải người phụ nữ nào cũng có số đo bao vòng tròn trình, có đôi gò bồng đào căng mọng, hay có một vòng ba quyến rũ, hay một chiếc eo thon thả. Bởi vì những người phụ nữ đã có gia đình, đa phần đã trải qua sinh con thì cơ thể cũng không còn được thanh mảnh nữa. Thế nhưng tôi tin rằng bất cứ một người phụ nữ nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu trên cơ thể của mình. Cũng có một phần nào đó trên cơ thể thật là tuyệt vời chứ đúng không? Như một đôi vai thanh mảnh nữ tính ở những người con gái gầy chẳng hạn, hay là một làn da căng bóng mượt mà của những chị em hơi mũm mĩm một chút, hay là những cái cổ cao đầy kiêu hãnh và xinh xắn. Những kiểu khen như thế này nghe thì có vẻ là hơi xến, tuy nhiên nếu như bạn áp dụng với một thái độ chân thành thì chắc chắn nó sẽ có tác dụng ít nhiều. Người phụ nữ họ đã không tự tin về thể hình của mình rồi, nhưng nếu như người chồng, người yêu lại cảm thấy cô ấy rất đẹp, cảm thấy cô ấy rất hợp với mắt của mình, thì người phụ nữ đương nhiên sau những lời khen của chồng sẽ cảm thấy mình đẹp đẽ, tự tin hơn, chính vì vậy cũng thoải mái thể hiện bản thân hơn khi ở trên giường. Hãy tắt bớt đèn đi. Không ít phụ nữ họ cảm thấy mất tự tin khi phải phơi bày cơ thể của mình trong một phòng quá sáng. Ai cũng có những khuyết điểm của riêng mình. Người thì cảm thấy mình hơi béo, người thì lại thấy mình hơi gầy, cô thì lại thấy chân mình chưa thẳng lắm. Hay tế nhị hơn là có chị em lại thấy vùng kín hay núi đôi của mình không được tươi sáng, màu sắc không được bắt mắt. Những khuyết điểm này nó trở nên rõ mồn một khi người phụ nữ không còn quần là áo lượt trên người. Đó là lúc bóng tối nên làm nhiệm vụ thay thế. Sự tối tăm hoặc là chỉ một chút ánh sáng vàng nhẹ nhẹ thôi sẽ giúp người phụ nữ tự tin hơn rất nhiều. Dẫu biết rằng những lời khen của các bạn là rất quan trọng, thế nhưng chị em cũng tự nhìn thấy cơ thể của mình và biết mình còn khuyết điểm ở đâu. Và nếu như dưới một ánh đèn mờ thì chị em phụ nữ sẽ có phần tự tin hơn, có phần thoải mái hơn khi thể hiện con người của mình. Một bí kíp nữa bạn có thể áp dụng đối với những người phụ nữ còn có phần e ngại khi yêu, đó chính là hãy đừng có nói nhiều quá mà hãy chỉ cho cô ấy thấy những việc cô ấy nên làm. Những lời nói có cánh, những lời khen đương nhiên có tác dụng rất tốt trong trường hợp trên. Tuy nhiên nếu như bạn không chỉ nói những lời nói hay, những lời nói khiến cho người phụ nữ tự tin như trên, mà bạn còn đánh giá cao việc cô ấy đang thể hiện,
Bạn cảm thấy cô ấy đã đang cố gắng rất nhiều để hai người có thể hòa quyện vào nhau. Đó sẽ là bước tiến dài trong mối quan hệ của hai người. Hãy tỏ ra lịch thiệp, hãy tỏ ra đàn ông và đơn giản hơn. Hãy coi mình như là một người thầy giáo ân cần với nàng. Bắt đầu từ việc vuốt ve âu yếm thật chậm thôi. Nghịch tóc cô ấy, vuốt ve gương mặt, chạm vào vùng cổ một cách thật từ từ hay những vùng nhạy cảm khác nữa. Hãy tỏ ra rằng bạn rất chân thành và rất từ tốn với cô ấy bằng cách quan tâm yêu thương cả những vùng không nhạy cảm hay là kể cả những khuyết điểm trên cơ thể cô ấy nữa. Hãy chỉ cho cô ấy thấy sự ân cần, sự ngọt ngào mà bạn đang mang đến. Đừng có hùng hổ cùng hục khiến cho người phụ nữ họ vừa hoảng sợ mà họ còn đang có một tâm lý đó là làm nhanh cho xong. Hãy động viên cô ấy nhiều hơn. Cô ấy biết rằng mọi điều cô ấy làm, kể cả là ngôn ngữ cơ thể, gương mặt hay là biểu hiện khi yêu, đều khiến bạn bị ấn tượng. Hãy cho cô ấy biết điều đó, nhưng đừng nói dối. Đơn giản hãy tập trung vào những khoảnh khắc khiến bạn cảm thấy tuyệt vời nhất. Tất nhiên người phụ nữ dù có ngượng ngùng nhưng cũng vẫn mang đến cho bạn những khoái cảm nhất định, đúng không? Nói với cô ấy bạn thích thú như thế nào khi ở bên cạnh cô ấy. Một vài những lời khen, lời động viên sẽ khiến cho chị em cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình rất nhiều. Và cuối cùng lại để cô ấy nắm quyền chủ động. Điều này có thể không quen với cái cách mà bạn hay làm cho lắm, bởi vì bạn luôn là người chủ động, đúng không? Nhưng lần này hãy để cho cô ấy nắm quyền chủ động trên giường. Hãy cho cô ấy làm bất cứ thứ gì mình thích, nói bất cứ thứ gì cô ấy muốn. Khi nắm giữ một chút quyền hành thì phụ nữ sẽ bớt ngại ngùng đi nhiều. Hãy nhớ rằng công thức của thành công rất đơn giản: sự kiên trì, hãy hiểu rõ về con người của nhau, sự khoan dung ân cần và sự đáng tin cậy. Chỉ cần bạn thực hiện được đủ 4 điều này và khiến cho người phụ nữ họ cảm nhận được những tình cảm chân thành nhất, những sự rung động tuy rất nhẹ nhàng nhưng rất mãnh liệt, thì chắc chắn cô ấy sẽ được khơi gợi rất lớn phần cảm xúc trong cơ thể mình. Và đương nhiên người phụ nữ sẽ trở nên hoang dại hơn khi ở trên giường. Và bạn đã biết người phụ nữ khi ở trên giường họ muốn yêu chiều như thế nào hay chưa? Vốn dĩ chị em phụ nữ thường luôn cảm thấy rất ngại ngùng về việc này và sẽ chẳng bao giờ dám đề nghị bạn yêu bằng miệng hay là làm một điều gì đó cô ấy mong muốn được hưởng thụ khi ân ái. Cô ấy chẳng bao giờ dám nói ra những điều như vậy bởi vì vốn dĩ đã rất sợ bị người đàn ông đánh giá. Khác với sự bạo dạn và thẳng thắn của phái mạnh trong chuyện giường chiếu thì phái nữ luôn có những rào cản vô hình khiến chị em không thể bộc bạch hết những suy tư, những tình cảm của mình. Vì thế, các quý ông cần phải khám phá những mong muốn thầm kín của người phụ nữ trong chuyện ấy để thêm phần thăng hoa. Hãy trò chuyện với chị em nhiều hơn một chút. Đối với chị em phụ nữ thì trò chuyện hay trêu ghẹo nhau trước mỗi lần gần gũi giúp cho họ cảm nhận được tình yêu, sự trân trọng và tôn trọng mà đối tác đang dành cho mình. Tâm sự những việc nhỏ to với nhau về những khó khăn trong cuộc sống sẽ giúp cho người phụ nữ gỡ bỏ được tâm lý mệt mỏi, cảm thấy tinh thần mình thật thoải mái và dễ dàng bị kích thích ham muốn mãnh liệt hơn rất nhiều. Và hơn hết, bạn là người đàn ông, ít nhiều cũng hãy thể hiện sự khao khát của mình với người phụ nữ này. Một trong những điều phụ nữ khao khát nhất khi ở trên giường chính là nhận được những ánh mắt như thiêu đốt, như muốn ăn tươi nuốt sống của người đàn ông. Vì thế hãy cho nàng biết sự thích thú và hưng phấn của bạn trong mỗi cuộc yêu, bởi điều đó sẽ như một liều doping cho chị em vậy, khiến cho chị em cuồng nhiệt hơn và sẵn lòng yêu chiều người đàn ông hơn. Cảm xúc của cả hai thông qua đó cũng thăng hoa hơn. Hãy thể hiện sự khao khát và mong muốn được ăn tươi nuốt sống của bạn đối với nàng. Chị em phụ nữ, nếu như có thể ban đầu tỏ ra ít nhiều hơi sợ sợ nhưng về sau sẽ rất, hãy hôn lên những điểm nóng của cô ấy. Khi bạn đã lôi kéo vào trận chiến, phụ nữ luôn khao khát được đối tác chăm sóc những điểm nóng bỏng của mình. Mỗi người phụ nữ thì đương nhiên sẽ có những điểm nhạy cảm riêng. Ngoài hay là vùng nguy hiểm thì bạn cũng có thể chú ý đến một vài các bộ phận khác như là môi, cổ, bờ vai, sống lưng hay là phía đùi trong. Hãy khám phá và tìm ra điểm khiến nàng của bạn hưng phấn, rồi hãy tập trung đánh nhanh thắng nhanh. Dẫu biết rằng thực tế người phụ nữ vẫn luôn hy vọng người đàn ông của mình không chỉ là trụ cột trong gia đình mà còn là người chèo lái trên giường. Nhưng đôi khi các bạn cũng nên cho chị em cầm quyền. Nhưng về đa phần thì người đàn ông hãy làm chủ cuộc yêu. Dù đôi khi chị em cũng hơi táo bạo, cũng muốn thử việc cầm lái, nhưng suy cho cùng, người phụ nữ họ vẫn thích được chết dưới tay của người mình yêu. Vì thế quý ông nên chủ động dẫn dắt và đưa nàng lên mây
Điều đó sẽ khiến cô ấy cảm thấy vô cùng thích thú. Hãy là người đàn ông chủ động các bạn nhé. Và điều cuối cùng đó chính là hãy cố gắng duy trì sự nhịp nhàng, sự liên tục. Tất nhiên mỗi chị em thì thích các cái kiểu gần gũi khác nhau. Có người thích đối tác thực hiện mọi thứ thật nhẹ nhàng, thật chậm, thật êm, nhưng số lượng này rất ít. Rất nhiều chị em cảm thấy kích thích khi mà đối phương mạnh mẽ, quyết liệt, thậm chí có thể hơi bạo lực một chút cũng được. Và tất cả các chị em đều thừa nhận rằng, nhưng dù nhanh hay chậm, quyết liệt hay dịu dàng thì họ đều thích duy trì được sự nhịp nhàng, sự liên tục và không bị ngắt quãng. Nhưng nên nhớ rằng đa phần các chị em đều sẽ cảm thấy hứng thú hơn rất nhiều khi đối phương thể hiện sự mạnh mẽ, sự quyết liệt, đôi khi còn có thể có chút bạo lực cũng không sao các bạn nhé. Và một điều không thể không làm đối với một người đàn ông yêu thương vợ, yêu thương người bạn gái của mình cuối cùng, đó chính là hãy thể hiện sự quan tâm của mình sau mỗi cuộc yêu. Phụ nữ cần một cái hôn lên trán, cần một cử chỉ ngọt ngào, cần một ánh mắt quan tâm, chiều mến sau mỗi cuộc yêu, để họ không cảm thấy tiếc nuối vì đã lên giường với đối tác, hay là không cảm thấy mình bị hớ khi mà đã trao cho nhau những giây phút mặn nồng, đã thể hiện hết phần hoang dã của mình trên giường. Vì thế, thay vì lăn ra ngủ ngay lập tức, hãy dành một chút thời gian thôi, dù rằng rất ngắn, để thể hiện sự thích thú, sự hài lòng và sự quan tâm trân trọng dành cho người phụ nữ này. Và tôi tin rằng với những điều này thôi thì các bạn đã đủ khiến cho người phụ nữ cảm thấy rụng rời vì sung sướng. Và lần sau lâm trận, không có lý do gì mà chị em phụ nữ lại không thể hiện hết bản thân, lại không dâng hiến cho các anh những điều hoang dã nhất, hoang dại nhất. Các bạn thân mến, hy vọng với những lời chia sẻ ngày hôm nay thì chúng tôi đang góp phần giúp cho bạn hiểu hơn về chị em phụ nữ với những chuyện tế nhị thầm kín. Chúc tất cả các bạn sẽ có những cuộc ân ái thật mặn nồng, có những tình cảm thật tốt đẹp với người phụ nữ mà mình yêu thương. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.